Và thử chúng ta thử suy nghĩ xem, nếu như không có chuyển đổi số thì ngày hôm nay chúng ta có tiếp tục được học chương trình theo bậc học của mình hay không? Hay chúng ta đang phải học lại những cái kiến thức của 2 năm đại dịch mà chúng ta đã phải nghỉ học không được đến trường? Với rất nhiều những nỗ lực cố gắng thì Hội đồng đội Trung ương và Công ty Cổ phần Số quốc tế IDP, thương hiệu Lomanto, cũng đã cho ra đời một cái ứng dụng hướng nghiệp, đó là ứng dụng hướng nghiệp LiquidLog, viết tắt là LWL. Thì đây chính là cái chuyển đổi số các bạn ạ, chính là cái chuyển đổi số. Và cái ý mà tôi nói là cái luận điểm thứ tư mà các bạn đưa ra ấy, đó là cái gì? Đó là cái chuyển đổi số nó giúp cho các bạn định hướng nghề nghiệp, hướng nghiệp cho các bạn. Điều này thì các bạn Chu Văn An nói không sai. Và cái sự bổ sung của Tùng Điện Vương này càng rất xuất sắc. Đó, và các bạn đã, tôi muốn hướng các bạn này, tôi nghe cái câu này tôi rất thích. Bởi vì sao? Các bạn đã tiếp cận được với cái app hướng nghiệp này rồi. Vì nếu không tiếp cận, các bạn không đủ kiến thức, không đủ kinh nghiệm, không đủ sự trải nghiệm để các bạn nói được về vấn đề này. Và tôi muốn lan tỏa cái tinh thần này, cái thông điệp này tới cho thiếu nhi cả nước. Và hy vọng rằng cái ứng dụng hướng nghiệp LiquidLog này nó sẽ đến được với các bạn thiếu nhi cả nước như là một người bạn đồng hành để chúng ta cùng nhau dẫn dắt tương lai của mình. Xin được cảm ơn. Tặng ngay đi lấy lộc sinh tiểu khi mua 4 lốc sữa lốc Manto. Nhanh lên, số lượng có hạn.